Thay mặt những người làm chương trình ngày mới, Nhật Trường và Hoàng Nga xin được cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Và thưa quý vị, hiện tại thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Dự thảo nghị định thể hiện nhiều điểm mới, hợp lý như là khắc phục tình trạng đóng góp ít hưởng nhiều hay nhiều người còn nhiều sức khỏe, còn đủ minh mẫn làm việc có kinh nghiệm và hiệu quả cao. Tuy nhiên, với một số ngành nghề, vị trí công việc, ví dụ như là giáo viên mầm non lại đang rất là lo lắng trước thông tin này. Vì sao là như vậy? Chương trình sẽ có lời giải đáp. Năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết, đó là những nhận xét về thầy giáo Nguyễn Thanh Tú, một giáo viên trẻ của trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, huyện Long Điền. Dưới sự chỉ dạy của thầy Tú thì nhiều học sinh đã đạt được những thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Thầy Tú sẽ là nhân vật được chúng tôi khắc họa trong câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay. Quý vị cũng đừng quên theo dõi một chia sẻ ở phần cuối chương trình để lắng nghe câu chuyện cảm động về hoàn cảnh đáng thương của ba cháu bé mồ côi tại huyện Xuyên Mộc. Còn bây giờ, mời quý vị cùng điểm lại những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị cấp cao ASEAN 36. Việt Nam dấu ấn nửa năm chủ tịch ASEAN. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài. Bà Rịa Vũng Tàu tìm giải pháp nâng cao sức thu hút của các khu công nghiệp. Điểm lại những thông tin đáng chú ý trong 24 giờ qua. Cập nhật đầu tiên trong vòng quay 24 giờ sáng nay là công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 của Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh vẫn còn dịch COVID-19, hội nghị lần này được triển khai trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến tại mỗi nước. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các công việc một cách tốt nhất, đảm bảo hội nghị diễn ra thành công. Sau khi đi kiểm tra các địa điểm là đầu cầu truyền hình trực tuyến tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất kỹ thuật, đường truyền, công tác đảm bảo an ninh. Với việc dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, dự kiến trong phiên khai mạc sẽ có 300 khách mời quốc tế và trong nước tham dự. Ngoài ra, có khoảng 200 nhà báo trong nước và quốc tế tác nghiệp đưa tin. Thủ tướng yêu cầu việc đón tiếp khách phải đảm bảo trọng thị, chu đáo, an toàn, thể hiện sự hiếu khách của nước chủ nhà. Với việc Việt Nam là một hình mẫu của thế giới về kiểm soát thành công COVID-19, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơ hội quý báu để ta quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước và những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam, môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, du lịch, thúc đẩy thương mại, tăng cường liên kết phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng tạo thuận lợi tốt nhất cho các nhà báo trong và ngoài nước tác nghiệp đưa tin về các phiên của hội nghị. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã tác động rất là lớn tới ASEAN và nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc. Thách thức ấy càng khiến cho Việt Nam nỗ lực dẫn dắt ASEAN vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Trong lịch sử hơn 50 năm của ASEAN, lần đầu tiên, hội nghị cấp cao trực tuyến do Việt Nam trên cương vị chủ tịch được tổ chức vào ngày 26 tháng 6. Nắm trọng trách, chèo lái con thuyền ASEAN, Việt Nam đã biến những khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra thành cơ hội tốt để phát huy vai trò chủ tịch ASEAN. Việt Nam đã chủ động và kịp thời tổ chức thành công nhiều hội nghị trực tuyến, quan trọng nhất là hội nghị cấp cao, đặc biệt ASEAN và ASEAN cộng 3 về phòng chống COVID-19. Thống nhất nhiều sáng kiến đối phó với dịch bệnh, thể hiện rõ chủ đề năm ASEAN 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng. Đầu tháng 2 khi mà chúng ta cái nạn dịch nó trầm trọng thì trước khi cả tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam đã đề nghị trao đổi cùng với các nước ASEAN để ra một cái tuyên bố của chủ tịch, tức là do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành cái tuyên bố của ASEAN, chủ tịch ASEAN về phòng chống ứng phó với COVID như thế nào một cách tập thể trong ASEAN. Ngày 14 tháng 4 và cấp cao ASEAN đã thông qua các cái biện pháp cụ thể mà các cái nhóm công tác đã trình lên. Và qua đó thì chúng ta đã có phải nói là đã huy động được cái sự thống nhất, sự tập hợp cùng chung tay của ASEAN
để ứng phó với dịch Covid một cách rất là hiệu quả. Không chỉ là các hội nghị để đề ra các quyết sách, Việt Nam đã có hành động nhanh chóng và cụ thể giúp các nước thành viên ASEAN phòng chống Covid-19. Việt Nam đã gấp rút gửi cho Lào và Campuchia quần áo bảo hộ và hệ thống xét nghiệm PCR trị giá hơn 7 tỷ đồng ngay từ giai đoạn đầu đối phó với dịch bệnh, hỗ trợ Myanmar 50.000 đô la Mỹ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Hàng trăm ngàn khẩu trang do Việt Nam sản xuất cũng đã được gửi tặng nhiều nước như Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Anh. Tôi chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự hỗ trợ tình nghĩa cho chính phủ và nhân dân Myanmar trong trận chiến chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, sự hỗ trợ này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết vì sự phát triển thịnh vượng chung trong khối ASEAN. 6 tháng vừa qua là khoảng thời gian không dài, nhưng khối lượng rất lớn công việc của Chủ tịch ASEAN đã được giải quyết. Những sáng kiến của Việt Nam với cương vị Chủ tịch ASEAN vẫn đang trên đà thực hiện. Với quyết tâm chính trị cao, dù bằng mọi hình thức nào, trực tuyến hay trực tiếp, Việt Nam tin tưởng sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đã đặt ra. Tính đến hết ngày 24 tháng 6, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm nay từ nguồn nước ngoài của các bộ ngành địa phương ước trên 7.400 tỷ đồng, chỉ đạt 13% so với dự toán được giao. Thông tin trên đã được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, dẫn đến các dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi cũng gặp nhiều khó khăn. Song với nỗ lực của các bộ ngành địa phương và các chủ dự án, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn 2020 vẫn cao gấp 3,6 lần so với mức cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so với kết quả giải ngân của nguồn vốn đầu tư công trong nước, thì tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài vẫn còn thấp do nhiều nguyên nhân. Và cũng đang lúng túng của các địa phương vì cái thời gian mà ban hành cái định mức về nhân công thì chắc chắn phải có cái thời gian nhất định. Và đặc biệt là định mức ca máy thì không phải đơn giản là ban hành được ngay mà phải có cái tư vấn, xây dựng cái định mức đó rồi thông qua hội đồng nhân dân vân vân thì đó là cái thủ tục rất nhiều. Cho nó cái này là cái tôi cho là mấu chốt cho các cái dự án về đầu tư xây dựng mà của các kể cả các lĩnh vực các ngành thì đều mắc hết. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài, đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng của năm 2020 và một số năm tiếp theo. Chính vì vậy, việc nhìn nhận ra được vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ là rất quan trọng. Về những cái biện pháp để cải cách cái thủ tục hành chính trong cái việc giải ngân rút vốn, trong cái việc là phối kết hợp giữa các cơ quan chủ quản với ban quản lý dự án, với Bộ Tài chính và với các nhà tài trợ, thế để làm sao đó thì chúng ta giải ngân nhanh, thế nhưng mà đảm bảo cái chuẩn xác. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, Bộ Tài chính nhấn mạnh nếu giải ngân tốt sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách của năm cũng như cho cả giai đoạn 2016-2020. Cập nhật tiếp theo trong vòng quay 24 giờ hôm nay là phần thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự. Theo báo cáo tại hội nghị, thì từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ban ngành đoàn thể đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn dân về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính sách với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo. Tỉnh đã hỗ trợ gần 46.000 người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với tổng số tiền 57,5 tỷ đồng. Tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, 6 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cấp đã tích cực chủ động sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nội dung của chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 đề ra. Trong đó, ngoài vận động ủng hộ công tác phòng chống COVID-19, Mặt trận Tổ quốc còn vận động doanh nghiệp ủng hộ 38,1 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động được 8 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 27 căn, tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Vận động hơn 38 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội, trích 2,5 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ,
thực hiện công tác cứu trợ các địa phương, cá nhân chịu ảnh hưởng do hạn hán, cháy nhà, chìm tàu. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, trong đó nổi bật là việc kêu gọi toàn dân phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nâng cao chất lượng và tạo nhiều điểm nhấn trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức hội thảo về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh, sức thu hút của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và xây dựng một số khu công nghiệp kiểu mẫu trên địa bàn. Chủ trì hội thảo là bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Anh Triết, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia nước ngoài đã chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp nâng cao sức thu hút của các khu công nghiệp tại đất nước mình. Theo các đại biểu, mỗi một địa phương, một đất nước đều có vị trí địa lý, lợi thế riêng, nên phải có chiến lược, chính sách riêng biệt để tận dụng, phát huy tiềm năng thế mạnh của mình. Đối với Thái Lan thì hiện nay thế mạnh là ngành công nghiệp cơ khí ô tô. Ô tô được sản xuất tại Thái đang chiếm 50% thị phần của đất nước và 6% thị phần thế giới. Ngoài ra, Thái Lan còn có thế mạnh về công nghiệp máy móc và điện tử. Để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp thì chúng tôi quan tâm đến đầu tư hạ tầng. Hiện tại, các khu công nghiệp của chúng tôi đều có cảng, sân bay, có đường giao thông kết nối, hầu hết đều được đầu tư tốt. Ngoài ra, các dịch vụ trong khu công nghiệp cũng đang được đáp ứng đầy đủ. Chia sẻ kinh nghiệm tại Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ Ba cho biết, thực hiện chương trình sáng kiến phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng và lợi thế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, PBFG. Những năm qua, tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa Bà Rịa Vũng Tàu trở thành tỉnh tăng trưởng xanh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành trung tâm logistics quốc tế. Theo đó, tỉnh đã tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ Ba trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu tại Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ Ba đã thu hút được 20 dự án đầu tư, trong đó có 12 nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư FDI khoảng 22.500 tỷ đồng. Dịp này, các chuyên gia cũng đề xuất một số giải pháp xây dựng mô hình khu công nghiệp kiểu mẫu, tăng cường liên kết vùng, gắn kết phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường với các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Qua đó, huy động tối đa nguồn lực đầu tư, kinh nghiệm thu hút nhà đầu tư lớn, có công nghệ hiện đại. Luật pháp Việt Nam đã có Nghị định 82 năm 2018 về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo nghị định này, có các quy định về chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển các khu công nghiệp sinh thái. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có những chính sách hướng dẫn cụ thể. Vì vậy mà Việt Nam cần sớm đưa ra những hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển khu công nghiệp sinh thái. Mặt khác, Bà Rịa Vũng Tàu cũng nên tận dụng các đặc điểm thế mạnh của mình để xác định thời gian cụ thể và đưa ra các chính sách cụ thể trong việc phát triển khu công nghiệp sinh thái, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống giao thông đồng bộ. Kết luận hội thảo, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nỗ lực nhiều hơn để kiến tạo, xây dựng một môi trường đầu tư tốt nhất, tích cực nhất, cũng như kiên quyết loại bỏ sự trì trệ, chậm chạp. Bằng mọi giá, tỉnh kiên trì và quyết tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng sẽ xử lý triệt để các doanh nghiệp cơ hội, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm xã hội. Để có những cái giải pháp làm sao cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nâng cao được cái sức cạnh tranh, thu hút các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và xây dựng một số khu công nghiệp kiểu mẫu trong thời gian tới. Tôi đề nghị là ban quản lý khu công nghiệp đề nghị là các vị tổng hợp toàn bộ các ý kiến để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để phục vụ cho công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp cũng như xây dựng một số khu công nghiệp kiểu mẫu và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh bổ sung vào cái chương trình nghị quyết hành động trong cái thời gian tới. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, thảo luận và đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Cùng dự có ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dịch bệnh COVID-19 tuy không xảy ra trực tiếp trên địa bàn tỉnh, nhưng đã gây những tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn có điểm sáng khi một số lĩnh vực có sự tăng trưởng, như giá trị sản xuất công nghiệp, không tính dầu thô và khí đốt, ước đạt trên 142.000 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.061 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 22,5%. Số doanh nghiệp bổ sung tăng vốn tăng 250%. Vốn đăng ký bổ sung tăng trên 100%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 38.700 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương được hưởng gần 10.308 tỷ đồng, đạt trên 53% dự toán và tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tại cuộc họp, các sở ngành địa phương đã chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất giải pháp triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, công tác phục hồi đàn heo sau dịch, việc triển khai các đề án du lịch dưới tán rừng, logistics, mở rộng sân bay Côn Đảo, xây dựng cầu Phước An, tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đề cao vai trò người đứng đầu để giải quyết nhanh chóng các vấn đề vướng mắc hiện nay. Dịch COVID-19, khảo sát điều tra các đối tượng thụ hưởng chính sách, nếu mà làm tổng thể mà để hoàn thiện là không làm được, chậm. Cái người dân người ta mong chờ, còn bây giờ nếu như không có ngại gì hết, được bao nhiêu xử lý bao nhiêu, nếu quan trọng số đó chuẩn mực là được. Các chuyên gia, người lao động, các chuyên gia nước ngoài, các kỹ sư, các vân vân thì cũng đề nghị ban quản lý công nghiệp là nắm bắt cái này, rồi quá trình quản lý của mình của ban đó tiếp cận các doanh nghiệp rồi hướng dẫn. Năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết là những lời nhận xét của các thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền khi nói đến thầy giáo trẻ Nguyễn Thanh Tú, giáo viên bộ môn hóa của trường. Thưa quý vị, không chỉ là giảng dạy với niềm say mê, trách nhiệm mà thầy Tú luôn có những sáng tạo riêng trong giảng dạy và vừa dễ hiểu lại tạo cho học trò tâm lý thoải mái để phát huy những sở trường riêng, từ đó giúp cho nhiều học sinh đạt rất là nhiều thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Huế năm 2008, thầy Nguyễn Thanh Tú về công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Đam mê với nghiệp dạy nên thầy Tú không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, dành cả tâm huyết vào những bài giảng tạo tâm lý thoải mái cho các em học sinh khi học, khơi gợi lòng say mê của các em với môn học và rèn luyện tinh thần tự học cho các em. Cũng nhờ đó mà các lớp do thầy Tú làm chủ nhiệm năm nào cũng đạt thành tích xuất sắc, học sinh giỏi cũng chiếm phần lớn trong khối và trường. Đặc biệt từ năm 2014 đến nay, đội tuyển học sinh giỏi do thầy Tú phụ trách luôn đạt được thành tích cao trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong đó, tỷ lệ học sinh giỏi khối lớp 9 tham gia các kỳ thi đạt giải chiếm từ 70 đến 90%. Riêng khối lớp 8 nhiều năm, 100% học sinh tham gia kỳ thi đều đạt giải. Cách giảng dạy của thầy cũng rất là mới và không làm cho tụi em quá nhàm chán mà rất là hiểu sâu về bài học. Trong tiết học thầy cũng rất là vui tính, không bao giờ làm cho tụi em căng thẳng mà khiến tụi em rất thoải mái, tiếp thu bài học rất dễ. Trong học tập và giảng dạy thì thầy Tú luôn là một người rất hiểu rõ về học sinh của mình. Trước những kỳ thi căng thẳng thì thầy rất là hiểu tâm lý của em học sinh. Thì thầy luôn động viên các em bằng những lời rất đơn sơ một mạch thôi nhưng cũng đủ mang lại những tâm lý thoải mái cho các em. Để đào tạo được những học sinh giỏi thì bản thân mình phải là người gương mẫu, mình phải tâm huyết và không ngừng học hỏi. Khi mà mình học hỏi nhiều thì mình sẽ có nhiều cái điều hay để chia sẻ lại cho các em nó. Để tạo ra một cái học sinh chất lượng hơn nữa thì đầu tư về chuyên môn là quan trọng nhất. Bên cạnh đó thì mình phải kiểm tra thường xuyên, mình sẽ tạo cho em cái động lực để các em nâng cao cái kiến thức, phát triển không chỉ là học sinh giỏi mà còn là tham gia các kỳ thi của tỉnh
rồi tham gia các kỳ thi chuyên. Là tổ trưởng chuyên môn tổ hóa sinh của trường, thầy Tú luôn tiên phong áp dụng những phương pháp mới, vận động tổ viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy như bản đồ tư duy, giáo án điện tử, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế trò chơi Violet. Riêng thầy cũng có nhiều sáng kiến như bản đồ tư duy trong giảng dạy môn hóa lớp 9, kinh nghiệm và biện pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong giảng dạy môn sinh học lớp 9. Thầy Tú là người rất chịu khó. Chịu khó đây thầy Tú học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước cũng như là nghiên cứu trên tất cả những tài liệu học tập. Thì thầy Tú cũng hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp huyện, cấp tỉnh và hướng dẫn sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng của học sinh. Rồi thầy cũng là một trong những giáo viên mà dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Hầu như là dự thi thì thầy đạt giải và đạt giải cao. Nói chung là nhà trường rất tin tưởng ở chỗ thầy Tú. Và thầy Tú những năm gần đây thì thầy Tú đạt rất nhiều thành tích. Kể cả về việc mà rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo cũng như là việc mà về chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2014 đến nay, thầy Nguyễn Thanh Tú luôn là chiến sĩ thi đua cơ sở, được ngành giáo dục đào tạo huyện, tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Thầy cũng đạt giải cao tại cuộc thi dạy học tích hợp cấp quốc gia năm 2016, thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-learning cấp tỉnh năm 2015-2016. Nhiệt huyết, sáng tạo và tận tâm với nghề giáo, thầy Tú là tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người của ngành giáo dục tỉnh nhà. Chương trình ngày mới tiếp tục chuyển tải đến quý vị những thông tin, vấn đề, sự kiện đang được quan tâm trên toàn thế giới. Người dân Bắc Kinh, Trung Quốc ủng hộ giải pháp chống dịch của chính quyền. Trường hợp hy hữu lây nhiễm SARS-CoV-2 từ lúc mới sinh. Mỹ cân nhắc mở rộng áp thuế sản phẩm từ EU. Tập đoàn sở hữu Monsanto của Đức phải đền bù hơn 10 tỷ đô la Mỹ vì thuốc diệt cỏ. Robot hỗ trợ công tác bảo tồn động thực vật. Thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn COVID-19 tái bùng phát ở thủ đô Bắc Kinh, thì Bắc Kinh đang áp dụng một chiến lược mới, đó là thay vì phong tỏa toàn bộ như là Vũ Hán, thì Bắc Kinh chỉ hạn chế phần nào hoạt động của người dân, tăng cường xét nghiệm và kiểm soát nghiêm ngặt những người rời thủ đô để tránh lây lan virus trên diện rộng. Nhiều khu chợ ở thủ đô Bắc Kinh đã bị niêm phong sau khi nhà chức trách phát hiện các ca nhiễm đầu tiên. Hàng chục khu chung cư cũng bị kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Nhưng tại các khu dân cư khác, cửa hàng, quán ăn và tiệm tóc vẫn mở cửa. Giao thông kém đông đúc hơn bình thường nhưng lượng lớn phương tiện vẫn đi lại trên đường. Vỉa hè vẫn tấp nập người đi bộ. Tôi hy vọng ổ dịch mới sẽ sớm được giải quyết bởi các lệnh hạn chế gây ra một số tác động đến cuộc sống của chúng tôi. Ví dụ như việc đi mua đồ ăn ở siêu thị hay muốn đi ra ngoài Bắc Kinh. Tôi hy vọng nó có thể sớm kết thúc. Tất nhiên tôi đang lo lắng, tất nhiên ai cũng có một chút lo sợ. Nhưng mà không có sự lựa chọn, mọi người cần phải ra ngoài để làm việc kiếm sống. Các biện pháp mới của Bắc Kinh đối lập với chiến lược phong tỏa hoàn toàn nhằm kiềm chế virus ở tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán trước đây. Nếu thành công, cách tiếp cận mới của Bắc Kinh có thể là bước ngoặt định hình chiến lược của Trung Quốc đối phó với các đợt bùng dịch mới trong tương lai. Bên cạnh việc đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng, Bắc Kinh đã thắt chặt công tác kiểm tra thông tin của hành khách rời khỏi thủ đô bằng cách cấm những người có triệu chứng sức khỏe bất thường hoặc không có giấy chứng nhận xét nghiệm nucleic acid âm tính trong vòng 7 ngày được vào các nhà ga. Chúng tôi sẽ ưu tiên kiểm tra các nhóm có nguy cơ cao. Chúng tôi đã xét nghiệm các nhân viên trong nhà hàng, siêu thị, chợ, cũng như cư dân trong các khu phố có nguy cơ cao. Nhân viên nhà hàng, cửa hàng tạp hóa, chợ buôn và công ty giao thực phẩm cũng đang được xét nghiệm. Mặc dù bị ảnh hưởng và có những bất tiện, nhưng phần lớn người dân Bắc Kinh đều ủng hộ các biện pháp kiểm dịch, bởi họ hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát. Làm xét nghiệm acid nucleic là vì sự an toàn của chính bản thân, cho doanh nghiệp và cho khách hàng của chúng tôi, để mọi người được yên tâm. Chỉ có một chút bất tiện là chúng tôi không thể tham gia các hoạt động giải trí, nhưng tôi nghĩ những biện pháp này là cần thiết cho sức khỏe cộng đồng và người dân Trung Quốc. Tính đến nay, Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 3,2 triệu người. Đối với kỳ nghỉ 4 ngày nhân dịp Tết Đoan Ngọ, Bắc Kinh đã tuyên bố tạm dừng mọi dịch vụ du lịch liên tỉnh, đóng cửa các khu vui chơi trong nhà tại các điểm du lịch.
hạn chế số người đến các địa điểm công cộng trong nhà ở mức 30%. Cũng liên quan đến dịch COVID-19 thì tại Mexico, giới chức nước này mới đây vừa thông báo một trường hợp hy hữu, đó là trường hợp sinh 3 tại nước này được xác định là dương tính với virus SARS-CoV-2 khi mà các bé mới chỉ 3 ngày tuổi. Đáng chú ý là hiện bệnh viện chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm khi cả bố và mẹ của ba bé đều âm tính với virus. Giới chức y tế Mexico cho biết cả ba bé sơ sinh đều có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi được tiến hành xét nghiệm trong vòng 4 giờ sau khi chào đời. Hiện hai bé trong tình trạng ổn định, trong khi bé thứ ba đang được điều trị về vấn đề hô hấp. Trước đó đã có một vài trường hợp trẻ sơ sinh bị mắc COVID-19 do phơi nhiễm với virus ngay sau khi chào đời. Tuy nhiên, giới chức y tế Mexico cho rằng nhóm trẻ sinh ba nói trên có thể đã nhiễm virus từ trong bụng mẹ, song chưa rõ cơ chế lây nhiễm như thế nào. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Mỹ đang xem xét áp thuế bổ sung với khối lượng hàng hóa trị giá là 3,1 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ châu Âu, trong bối cảnh hai bên vẫn chưa tháo gỡ được mâu thuẫn xung quanh vấn đề trợ cấp cho hai hãng sản xuất máy bay Airbus và Boeing. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ nêu rõ những sản phẩm bị áp thuế mới bao gồm dầu ô liu và các sản phẩm cà phê được nhập khẩu từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha hoặc Anh. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, Mỹ và đối tác lâu đời là Liên minh châu Âu luôn tồn tại mâu thuẫn trong vấn đề cân bằng thương mại và các khoản trợ cấp do hãng Airbus của châu Âu hay Boeing của Mỹ. Từ tháng 10 năm ngoái, chính quyền Mỹ đã áp thuế trừng phạt trị giá lên tới 7,5 tỷ đô la Mỹ đối với các sản phẩm nhập từ châu Âu. Đáp lại, EU đe dọa sẽ áp thuế đáp trả đối với hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ, song đại dịch COVID-19 đã khiến kế hoạch này chưa thể thực hiện được. Những nỗ lực của hai bên trong việc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do mới cũng lâm vào bế tắc do hàng loạt bất đồng liên quan đến Mỹ đánh thuế nhôm thép của châu Âu, hay EU đánh thuế quần áo, bò và xe máy của Mỹ. Lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật số cũng là một trở ngại lớn của hai bên. Bayer AG, công ty dược phẩm lớn của Đức, tập đoàn sở hữu công ty Monsanto, sau hơn một năm đàm phán vừa đồng ý trả tới 10,9 tỷ đô la Mỹ để giải quyết gần 100.000 đơn kiện nhắm vào thuốc diệt cỏ Roundup gây ung thư. Hãng Reuters đưa tin, nhà sản xuất thuốc và thuốc trừ sâu của Đức, Bayer AG, vừa giải quyết được khoảng 75% trong tổng số 125.000 đơn kiện. Công ty dược phẩm hàng đầu của Đức sẽ trả từ 8,8 tới 9,6 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các vụ kiện hiện tại về Roundup, bao gồm cả khoản cấp dự kiến dành cho các vụ kiện chưa được giải quyết. 1,25 tỷ đô la Mỹ còn lại sẽ để giải quyết các vụ kiện tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên đến nay, Bayer vẫn bác bỏ mọi trách nhiệm pháp lý và hành động sai trái về vụ việc. Họ cho biết hàng thập kỷ nghiên cứu độc lập cho thấy các sản phẩm là an toàn cho người sử dụng. Chính phủ Mỹ mới đây đã quyết định siết chặt các quy định về an ninh nhằm ngăn chặn nguy cơ đối với an ninh quốc gia trong việc triển khai hệ thống mạng 5G. Quyết định vừa được đưa ra sau phiên họp đặc biệt của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Bộ trưởng Viễn thông Mỹ cho biết chính phủ nước này dự kiến sẽ áp dụng một loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa mạng 5G có thể bị lợi dụng gây tổn hại tới an ninh quốc gia. Mục tiêu của các biện pháp này là nhằm bảo vệ tốt hơn hệ thống cơ sở hạ tầng 5G và hạn chế sự tiếp cận của một số bên. Động thái trên được đưa ra sau khi Mỹ mới đây đã cảnh báo các nước châu Âu về nguy cơ an ninh khi hợp tác với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong phát triển mạng 5G. Nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm, các nhà khoa học Mỹ đã và đang phát triển một loại robot giúp hỗ trợ quá trình phân tích môi trường và khí hậu có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Loại robot hỗ trợ công tác bảo tồn động thực vật có tên gọi là Slothbot do Viện Công nghệ Georgia của Mỹ phát triển với cơ chế hoạt động tiết kiệm năng lượng. Các con robot này có khả năng di chuyển giữa các cây bằng hệ thống cáp treo và được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời cùng hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến. Slothbot sẽ chỉ di chuyển khi cần thiết, như tới nơi có ánh sáng mặt trời để nạp năng lượng và tập trung vào nhiệm vụ thu thập thông tin về nhiệt độ, thời tiết, mật độ khí carbonic cũng như một số chỉ số khác. Điều này sẽ giúp các cơ quan chức năng đưa ra được những biện pháp hợp lý nhằm hỗ trợ bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm. Thưa quý vị, châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ lên trên ngưỡng 30 độ C. Tuy nhiên, người dân tại đây lại đang tận hưởng một mùa hè tuyệt vời sau nhiều ngày không được vui chơi ngoài trời. Thông tin đáng chú ý này sẽ khép lại bản tin Thế giới 360 độ. Nhiệt độ lên mức 32 độ C, nắng vàng khắp nơi. Người dân Anh đổ tới các sông ngòi, ao hồ tận hưởng ngày nóng nhất năm 2020. Theo văn phòng thống kê của Anh, nhiệt độ đo được tại sân bay Heathrow đã lên tới 32 độ C trong ngày 24 tháng 6, vượt qua mức nhiệt độ cao nhất của năm 2019 ở mức 28,8 độ C. Khắp nơi, người dân đổ ra đường, tận dụng mọi không gian như các thảm cỏ, công viên để tắm nắng. Các ao hồ gần thành phố cũng được tận dụng để tránh nắng khi người dân đi bơi, chèo thuyền. Còn tại Paris của Pháp,
người dân đang tận hưởng những ngày hè nóng nực hiếm hoi sau khi thành phố diễm lệ này vắng bóng du khách do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Pháp đã dỡ bỏ cách ly, mở cửa lại các cửa hàng, dịch vụ hay rạp chiếu phim. Tuy nhiên, Pháp vẫn chưa đón khách du lịch nước ngoài trở lại, các chuyến bay quốc tế vẫn bị giới hạn. Điều này đã làm nên một mùa hè tuyệt vời cho người dân Paris. Những chuyển động đáng chú ý của thế giới trong 24 giờ qua vừa được chúng tôi cập nhật chuyển đến quý vị. Tiếp tục chương trình là phần điểm tin báo chí trong nước. Thưa quý vị, thông tin hóa đơn tiền điện tháng 5 tăng vọt khiến dư luận bức xúc vẫn là chủ đề nóng trên các trang báo. Theo thông tin trên các báo, sau khi thực hiện phúc tra hóa đơn tiền điện, công ty điện lực Nghệ An đã tạm đình chỉ công tác giám đốc điện lực huyện Quỳ Châu để làm rõ kiểm điểm vụ ghi nhầm tiền điện tăng 30 lần của một hộ dân. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngoài việc kiểm điểm giám đốc điện lực huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, công ty điện lực tỉnh Nghệ An còn yêu cầu điện lực huyện Quỳ Châu tổ chức họp kiểm điểm báo cáo sai sót và trách nhiệm của cá nhân đơn vị. Sau khi xảy ra sự việc, Điện lực Quỳ Châu đã tới nhà xin lỗi khách hàng vì để xảy ra sai sót. Thông tin về dự thảo thông tư quy định mức thu nộp phí sử dụng đường bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Bộ Tài chính cũng được nhiều trang báo đăng tải. Trong số các nội dung của dự thảo, nội dung dự kiến giảm 10-30% mức thu nộp phí sử dụng đường bộ được dư luận quan tâm nhiều nhất. Đưa tin về dự thảo thông tư quy định mức thu nộp phí sử dụng đường bộ của Bộ Tài chính, báo Thanh Niên cho biết, dự thảo quy định đối với xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải, hành khách, công cộng sẽ nộp phí bằng 70% mức thu theo quy định. Đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu quy định. Thông tư này, nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, trong thời đại toàn cầu hóa, việc kết nối tương tác trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, rất ít người sử dụng Internet tại Việt Nam quan tâm đến việc bảo mật thông tin cá nhân. Sự dễ dãi của nhiều người khi đưa thông tin cá nhân lên mạng khiến cho thông tin của họ có nhiều nguy cơ bị khai thác. Và liên quan đến nội dung này, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài cảnh báo, đừng lo là việc bảo mật thông tin cá nhân. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải kết quả nghiên cứu gần đây của Kaspersky Lab chỉ ra rằng 32,3% người dùng không biết cách tự bảo vệ quyền riêng tư của mình khi trực tuyến. Vấn đề này xảy ra đối với những người dùng thường xuyên chia sẻ thông tin cá nhân, các vấn đề riêng tư trên mạng xã hội mà bỏ qua những rủi ro đe dọa về bảo mật thông tin cá nhân. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn chứng là mới đây, cơ quan công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng bằng thủ thuật sử dụng thông tin cá nhân của nhiều nạn nhân ở các tỉnh thành trong cả nước. Thì băng nhóm tội phạm này đăng nhập vào các website của các ngân hàng rồi thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng hơn 117 tỷ đồng. Thưa quý vị, đến cuối tháng 5, cả nước có 561 khu công nghiệp với tổng diện tích là khoảng 201.000 hectare. Sau đại dịch COVID-19, thị trường bất động sản công nghiệp có những chuyển biến mới, vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Và trong đó, đất công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều rào cản. Chỉ ra những rào cản khiến bất động sản công nghiệp Việt Nam gặp khó khăn, báo Vietnamnet dẫn lời ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng giá đất khu công nghiệp đang tăng quá cao, song song đó cơ sở hạ tầng lại không tương ứng với mức tăng giá đất. Do đó các nhà đầu tư tiềm năng phải bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế khác. Và để có thể phát triển nhanh cũng như là bền vững, nhất là đón đầu việc thu hút dòng vốn FDI sạch và chất lượng, thì theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam cần đẩy mạnh tái cấu trúc các khu công nghiệp hiện hữu và phát triển các khu công nghiệp mới gắn với quy hoạch nhà ở, công trình công cộng phục vụ đời sống người lao động, rà soát quy hoạch, ưu tiên phát triển bất động sản công nghiệp ở các vùng kinh tế trọng điểm. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, thì việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ bắt đầu từ năm 2021 với lộ trình là mỗi năm cộng thêm 3 tháng đối với lao động nam và cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. Và cứ mỗi năm thì tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035. Nghị định này có nhiều điểm mới, khắc phục được tình trạng đóng góp ít hưởng nhiều hay là nhiều người còn nhiều sức khỏe, còn đủ minh mẫn, làm việc, có kinh nghiệm và hiệu quả cao, nhưng lại phải nghỉ hưu.
Thế nhưng đối với lực lượng giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, thì đây thật sự là một thông tin đáng lo lắng. Tại hội thảo góp ý dự thảo nghị định này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, thì lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, qua khảo sát ý kiến của gần 11.000 giáo viên mầm non trong cả nước, đã có đến hơn 96% giáo viên cho rằng độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non trên 55 tuổi giống như các ngành nghề khác là bất hợp lý. Bởi vì ở độ tuổi này thì giáo viên mầm non sẽ không còn đảm bảo sức khỏe để thực hiện các thao tác chuyên môn. Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn. Đã 52 tuổi, nhưng mỗi ngày cô Nguyễn Thị Kim Hà, giáo viên trường mầm non Hoa Anh Đào, thành phố Vũng Tàu, vẫn phải có mặt tại trường từ lúc 6 giờ để đón và lo bữa sáng cho trẻ. Công việc của cô chỉ kết thúc lúc 18 giờ chiều, sau khi đã trả hết trẻ cho phụ huynh. So với những người chọn nghề giáo, thì công việc của người giáo viên mầm non vất vả hơn cả. Bởi cô giáo không chỉ phải dạy mà còn phải dỗ trẻ, cùng chơi với trẻ. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, rất khó để cô Hà thực hiện các thao tác chuyên môn như múa, hát, hướng dẫn hoạt động thể lực, chạy, nhảy, thi phạm cho trẻ. Trẻ sẽ rất là hiệu đồng, mà cặp cô thì lớn tuổi rồi, cho nên là mọi cái công việc là sẽ không linh hoạt được, nó không phù hợp. Mặc dù là cặp cô có rất nhiều kinh nghiệm để chăm sóc và dạy dỗ trẻ, nhưng mà để cho linh đồng mà nhanh nhẹn với cặp cô dạy trẻ thì không được. Thực tế cho thấy, một ngày làm việc của các giáo viên mầm non hiện nay là hơn 10 tiếng, chứ không chỉ có 8 tiếng như quy định. Bởi đặc thù công việc của giáo viên mầm non bao gồm cả giảng dạy, chăm sóc và nuôi dạy trẻ ở độ tuổi quá nhỏ nên rất áp lực. Đối với định mức quy định, một cô giáo phải trông nhiều trẻ nên phản xạ đón, đỡ trẻ khi thực hành các bài tập trên lớp mà giao cho cô giáo từ 55 tuổi trở đi sẽ không thể đảm bảo, nguy cơ mất an toàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, không những không nên tăng tuổi hưu đối với giáo viên mầm non, mà còn phải đưa ngành nghề này vào danh sách bổ sung nghề được nghỉ hưu sớm. Tôi đi sâu sát hàng ngày với giáo viên á, thì thật ra tôi rất thương nghề giáo viên mầm non, nhất là cô giáo đứng lớp. Ở đứng lớp từ sáng sớm là 6 giờ rưỡi đã có mặt rồi. Và không phải là chỉ có dạy không đâu. Vừa chăm trẻ này, vừa giữ trẻ này, rồi vừa là dạy trẻ nữa, và một cái đủ ngành nghề cô giáo phải biến hóa thu nhỏ lại để truyền thụ cho các trẻ. Thực tế cho thấy, ở hầu hết các trường mầm non đều có trường hợp giáo viên xin nghỉ hưu sớm, tức là nghỉ trước 55 tuổi do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là hạn chế về sức khỏe. Bên cạnh đó, chương trình phương pháp giáo dục trẻ em mầm non với yêu cầu ngày càng khắt khe và chuẩn hóa về dinh dưỡng, quy trình, cách thức phát triển trí tuệ, thể chất của trẻ, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động trong nhà trường đều là những nguyên nhân dẫn đến việc nữ giáo viên mầm non sẽ khó bảo đảm chất lượng và hiệu quả công việc khi trên 55 tuổi. Tuổi trên 55 tuổi thì thật sự là lúc đó mình không còn dẻo dai cũng như cũng không còn năng động để mà nhảy nhóc hát cho các cháu nữa. Lứa tuổi từ 50 đến 55 là các cô về hưu là hợp lý, tại vì là trẻ mầm non thì rất là cần các cô trẻ trung là năng động này để các cháu sẽ noi theo, còn như tôi như là lứa tuổi của chúng tôi thì là sẽ là so với các cháu thì nó sẽ không có phù hợp mấy. Vừa rồi tôi có được thông tin là các giáo viên phải tới tuổi 60 mới được nghỉ, thì theo tôi thì thấy riêng với đặc thù cái ngành mầm non thì chúng ta nên giảm bớt cái số tuổi mà nghỉ hưu cho các cô, 50 tới 55 là được nghỉ đúng rồi. Còn riêng về cái cán bộ mà gọi là lãnh đạo ban giám hiệu thì mình cứ theo quy định của nhà nước. Trẻ thì luôn luôn hiếu động mà cô giáo thì lại không có phản xạ kịp, cho nên là việc xảy ra những nguy cơ mất an toàn đối với trẻ là điều hoàn toàn có thể xảy ra đối với cô giáo ở lứa tuổi từ 55 đến 60. Nếu phải dạy học đến 60 tuổi, giáo viên mầm non phải đối mặt với quá nhiều hạn chế. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, sự an toàn của trẻ. Do đó, theo nhiều chuyên gia, giáo viên mầm non nên là ngành nghề được đề xuất bổ sung vào những ngành nghề được nghỉ hưu sớm. Thưa quý vị, mẹ mất, cha vướng vào vòng lao lý,
Ba đứa bé chỉ từ gần 2 tuổi đến 5 tuổi ở xã Bồ Long, huyện Xuyên Mộc phải sống với ông bà nội, nhưng mà hoàn cảnh của ông bà cũng rất là khó khăn, khó lòng để chăm lo cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn. Và thông qua câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho các cháu được lớn lên mạnh khỏe và được học hành đầy đủ. Cùng ông bà thắp nhang cho mẹ, nhưng những đứa trẻ này không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bởi đứa nhỏ nhất chỉ mới 19 tháng tuổi, đứa giữa 3 tuổi và lớn nhất cũng chỉ 5 tuổi. Đã hơn 1 năm, kể từ ngày vợ chồng con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến con dâu chết, con trai tù tội, để lại 3 đứa cháu nhỏ. Ông Hồ Quang và bà Nguyễn Thị Hương ở xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc bất đắc dĩ trở thành cha mẹ ở độ tuổi xấp xỉ 60. Dù vất vả, ông bà cũng cố gắng không để các cháu bị ăn đói hay chịu thiệt thòi về tình cảm. Thế nhưng, do sức khỏe suy giảm, chỉ có thể trồng rau cỏ kiếm ăn qua ngày, trong khi vẫn còn nợ gần 100 triệu đồng tiền lo cho con cái trước đây. Ông bà khó lòng vừa nuôi dưỡng vừa lo cho cả 3 đứa cháu đến trường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Giờ thì cũng hơi khó khăn vì cháu chắc học hành sửa trong đó. Tất cả là cũng giờ cũng một mình tôi đi làm thôi. Giờ thì những là về vật chất thì những cái gì giờ cũng khó khăn hết á. Giờ là làm một mình nuôi 3 cháu, tiền bạc sửa giờ không có cho cháu uống á. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, ông bà nội già mà phải chăm 3 đứa cháu. Giờ hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà mong mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Ông mong muốn cô chú giúp đỡ để ông nội bà nội có tiền no học cho con. Con sẽ cố gắng học giỏi để cho ông bà nội vui lòng. Trước hoàn cảnh khó khăn của 3 cháu nhỏ, chính quyền xã Bầu Lâm cũng thường lui tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp nên địa phương cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Thì về phía địa phương thì cũng cố gắng quan tâm giúp đỡ cho gia đình của các cháu, cha mẹ các cháu bị nạn như thế. Thì sắp tới đây sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng của huyện để có cái hướng hỗ trợ, bảo trợ xã hội cho các cháu theo đúng quy định. 3 đứa trẻ ngây thơ, chưa thể thấu hiểu được nỗi đau mất mẹ, thiếu vắng tình thương của cha. Nhưng những người lớn đều hiểu rằng các cháu đang phải đối diện với một tương lai đầy trắc trở phía trước. Mà nếu không có sự đồng cảm giúp đỡ của cộng đồng, xã hội thì khó lòng vượt qua. Mọi sự hỗ trợ quý vị có thể liên hệ qua phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, hoặc liên hệ trực tiếp gia đình các cháu qua địa chỉ ông Hồ Quang ở tổ 2 ấp 1 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, số điện thoại 035 949 4513. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26 tháng 6. Hiện khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chịu tác động của hai hình thái thời tiết trái ngược nhau là áp cao cận nhiệt đới và vùng áp thấp nóng phía Tây gây nóng và trường gió Tây Nam gây mưa. Nên trong một ngày, thời tiết có nắng mưa đan xen. Ban ngày trời nắng, cường độ nắng mạnh nhất vào thời điểm từ 11 giờ đến 15 giờ. Không khí khá oi bức, khó chịu. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thời điểm chiều tối và đêm có mưa rào và dông, mưa tập trung ở các khu vực ven biển. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, khoảng từ ngày 29 tháng 6 trở đi, mưa sẽ tăng cả về diện và lượng. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 83 đến 95%.
Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 83%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 6 năm 2020, mực nước cao nhất 350 cm xuất hiện lúc 6 giờ 0 phút, thấp nhất 60 cm xuất hiện lúc 23 giờ 30 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình bản tin thời sự tiếp theo cũng trên sóng truyền hình BRT.